các bạn đang nghe Cấy Nền Radio, kênh phát thanh của hệ sinh thái Cấy Nền. Đây là chuyên mục Sách Hay, nơi ghi lại những cảm nhận, đúc rút của người đọc sách, lan tỏa giá trị từ sách đến cộng đồng. Chuyên mục này được phát thường kỳ vào 20:30 tối thứ hai và thứ sáu hàng tuần. Mình về, nguyện làm một chiếc lá đa xuân về. Mến chào các bạn. Mời các bạn cùng lắng nghe nội dung cảm nhận về cuốn sách Mình là cá, việc của mình là bơi. Nếu các bạn đang không thể ngừng dằn vặt về những thất bại hay so sánh bản thân với người khác, không tự tin vào chính mình, để tâm quá nhiều đến nhận xét và cái nhìn của người khác, thì quyển sách Mình là cá, việc của mình là bơi sẽ giúp bạn thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đó. Mình là cá, việc của mình là bơi của tác giả Takashi Furukawa. Ông là chuyên gia tư vấn các thói quen tích cực, chủ trì nhiều cuộc hội thảo về các thói quen tích cực. Ông giúp hơn 20.000 người có những kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân. Đồng thời, ông cũng là tác giả của nhiều cuốn sách về tạo thói quen tốt, phát triển bản thân. Trong cuốn Mình là cá, việc của mình là bơi, tác giả nêu lên 9 thói quen để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực. Tác giả sắp xếp 9 thói quen từ thói quen 1 đến thói quen 9 theo một trật tự có chủ ý. Thói quen thứ nhất sẽ là tiền đề cho thói quen thứ hai và tiếp tục cho đến thói quen thứ 9. Tác giả còn giúp chúng ta kiểm tra và chuẩn đoán suy nghĩ bao gồm 45 cách suy nghĩ trái ngược nhau. Thói quen thứ nhất, chấp nhận toàn bộ con người của mình. Thói quen thứ hai, nhìn nhận vấn đề từ nhiều phía. Thói quen thứ ba, từ bỏ chủ nghĩa hoàn hảo. Thói quen thứ tư, thay đổi cách nhìn chứ không thay đổi người khác. Thói quen thứ năm, tập trung vào những việc trong khả năng. Thói quen thứ sáu, nhìn vào mặt tích cực. Thói quen thứ bảy, cụ thể hóa một cách triệt để. Thói quen thứ tám, chấp nhận số phận. Thói quen thứ chín, sống cho giây phút hiện tại. Thật hay là tác giả hướng dẫn chúng ta lựa chọn đáp án theo trực giác để có kết quả chính xác, từ đó vẽ ra sơ đồ mạng nhện để xác định điểm chúng cần tăng cường. Đọc sách này, chúng ta sẽ cảm thấy như được vỗ về, động viên từ chính những năng lượng sống tích cực, sâu sắc của chính tác giả. Nó khiến ta thêm yêu cuộc đời hơn, sống ý nghĩa hơn trong mỗi phút giây. Nếu ai đó đã từng đọc nó một lần, hẳn sẽ nhận ra nhiều thông điệp thật thấm thía và đầy giá trị. Càng ngẫm càng hay. Với mình, có lẽ đó là 3 thông điệp được đúc kết một cách nhẹ nhàng, sâu lắng, đó là: quá khứ và người khác là những điều không thể thay đổi được, nhưng bản thân và tương lai thì lại có thể thay đổi. Nếu bạn không biết quý trọng ngày hôm nay, thì nó sẽ nhanh chóng trôi qua trong những ngày tháng bận rộn. Cuộc sống của con người có 10% là do chúng ta tạo nên và 90% còn lại là cách chúng ta chấp nhận mọi chuyện như thế nào. Bạn biết không, mình đã từng giữ cho mình quá lâu những ngày tháng u uất của tuổi trẻ. Đôi lúc quên rằng mình cần thức dậy, vươn vai và vùng chạy trên chặng đường dài. Mình đã từng sống hoài phí quá nhiều thì giờ vào những vẩn vơ không đáng, để rồi lỡ nhiều nhịp bước trên những khúc đời đáng trân quý. Khi cuốn sách này đến với mình, chỉ là những âm hưởng rất đỗi nhẹ nhàng mà sao mình cảm thấy như là những cây roi quất mình thật mạnh, khiến mình ngộ ra được rất nhiều điều đáng quý. Mà quý nhất là hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc ở hiện tại. Mình đang từ từ bước ra ánh sáng, một thứ ánh sáng thứ thiệt ở phía trước con đường mình đang đi. Phải rồi, mình chỉ là cá, việc của mình chỉ cần bơi cho tốt, bớt ganh đua, so sánh và tạo từng giá trị nhỏ nhất cho đời. Thế thôi. Đối với mình, sách này khá hữu ích, đặc biệt dành riêng cho những người cần có những gợi ý giúp bản thân tháo gỡ những khó khăn trong cuộc sống. Cuốn sách được trang trí ngoài bìa dễ thương, kèm tấm bookmark, hình chú cá cũng dễ thương không kém. Cách viết của tác giả lại khá bình dị và dễ đọc. Mình là cá, việc của mình là bơi. Một cuốn sách đáng đọc,
cực kỳ phù hợp với người mới bắt đầu làm bạn với sách. Cây nền radio xin mời các bạn cùng cảm nhận nhé. Mến chào các bạn. Ngàn nước yên bình khắp nơi chung lòng, mình về nơi đây cây nền.